Xin chào các bạn, bản tin xe buýt ngày 6 tháng 10 năm 2022, tổng hợp hình ảnh hậu trường diễn xuất siêu ngọt của triệu đầu tư Tang Chi và trận chiến viện đoàn dư hứa để đoàn phim vụng trộm không thể giấu. Đến sau lũ đau đau trong trắng,